chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock, kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Buồn đấy, xưa có đài cassette hả? Dạ, cái đấy là để con nghe kinh. Ôi nhưng mà sao hay nha, từ từ cho con mượn tí nha. Là xưa kết nối cái dây điện vô đây là để sạc pin đúng không? Vâng, tấm năng lượng. Chưa? Cái nhà thiên này, siêu độ cái sạc đồ sạc pin vô đây. Vâng. Một cái máy này chắc cũng lâu lắm rồi này. Cái máy đấy một vị thầy ở trong thiền viện Trúc Lâm Bình Thanh Nguyên Bình Dương á. Dạ. Họ cho. Dạ. Họ cho cái máy để. Rồi để sư nghe kinh đồ này nọ. Dạ. Để con nghe A Hàm kinh nhà. Mấy tặng kinh nhá. Nhưng mà mình nghe qua sóng radio hả sư? Không, số thẻ, 21. Thẻ Phạm Giọng Lục Thập Nhị Kiến Kinh. Thẻ mấy cái dịch. Thẻ nhỏ thẻ nhớ này. À rồi, bắt đầu con tưởng là thương nghe radio. Dạ thì radio không nghe được, chỉ có nghe kinh sách thôi. Dạ. Giờ con đâu có nghe radio với lại nghe điện thoại nữa. Dạ. Không có nghe nhạc, không có ấy nữa. À đúng rồi, nó hiện chữ USB nè. Đây nè, nó lấy từ đây. Dạ. Dạ. Phật nói Kinh Phạm nha, Giọng 62 nha. Tà vâng. Kiến. À sư sẹt. Rồi sư dài dài vậy luôn á sư. Vâng, bỏ ngoài tiếng ngồi kia luôn. Vâng. Ồ. Dây điện của sư câu ra để lấy nguồn năng lượng nè. Ở đây cái vách đá này thì nó hơi nguy hiểm tí. Ồ. Đây cả nhà xem nè. Mình đi bộ thì chắc có lẽ bây giờ con cũng không sẽ không làm phiền sư nữa, để cho sư có thời gian sư vé y rồi sư sinh hoạt nữa. Con thì mấy cái đấy thì con không có gì, nhưng mà khi mà anh đã lên núi rồi thì cũng cho anh mãn nguyện, cái gì muốn hỏi hay là làm cái gì cũng thỏa mãn, chứ không rồi cũng không được như mình nhé.